Tôi chết tôi rồi, gần tới nơi rồi mà cấm đường không đi được. Thế là sao đây? Bây giờ phải chuyển từ xe của hãng Mitsubishi sang xe của hãng Honda thì mới tiếp tục đi tiếp được. Đây là con đường thuộc xã Vĩnh Trạch, tức là cái đường mà cây ngông cỏ đấy, chắc là người ta đang sửa đường cho nên là không thể đi tiếp tục được. Bây giờ phải chuyển sang mượn một chiếc xe Honda để đi tiếp. Là cây ngông cỏ nha mọi người nha, đây chính là cây ngông cỏ. Thì từ nãy giờ mình đi vào có một đoạn thôi mà rất nhiều, khoảng chục cái điểm người ta đang sửa chữa cái con đường nó bị sạt lở như thế này đây, cho nên là cấm xe bốn bánh là phải rồi. Lại có một chiếc kẹp mà chở máy gặp đập liên hợp thì đây này. Đây thì người ta đóng những cái cây cừ đấy, đóng những cây cừ mà bê tông có khoảng một tấc vuông với những cái điểm sạt lở như thế này. Đây một cái hàng cừ rất là dài, sau đó thì có thể người ta sẽ cắt những cái thùng phi sắt ra, ép sát nó vào và gia cố rồi đổ đất lên để làm kè tránh cái sạt lở cho con đường đấy. Cái bên cái kênh ngầm cỏ này thì có rất nhiều cái đoạn sạt lở. Ủa mà sao mình không dám đi mà lại có cái xe là người ta chạy được nhỉ? Chắc là được cấp giấy riêng là sao á? Hay là nó chạy trong nội 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 bộ chứ không phải là từ cái tỉnh lộ 942 đi vô. Đây rất nhiều những cái điểm như thế này, nãy giờ mình đếm được khoảng đâu hơn chục cái điểm như thế này rồi. Rộng cừ xi măng, cừ bê tông, như bê tông cừ bê tông này thì nó khoảng một tấc vuông á. Đây là bên kia thì đất đã được tập kết, còn đây là một con chó. Chó này có phải chó Phú Quốc không nhỉ? À, lại có một con nữa đi theo. Nay đã là mùng 9 tháng 3 rồi cơ mà. Sao cái anh đằng sau này anh ga lăng thế nhỉ? Anh chạy theo kìa. Và đây rồi, cuối cùng thì mình cũng đã tới được chỗ Ba Bần đây. Và muốn ngắm nhìn nó từ trên cao. Ba Bần thì là một cái địa danh nghe rất là ngộ nghĩnh nhưng mà không ai giải thích được là tại sao lại đặt tên là Ba Bần. Mình cũng đã đi tìm hiểu rồi nhưng mà chưa có câu trả lời. Tuy nhiên thì Ba Bần nó là một cái vị trí rất là đặc biệt, rất là thú vị. Nó giống như là nơi giao nhau của một số cái dòng sông, nơi giao nhau của một số dòng sông. Và bây giờ thì mình chỉ muốn ngắm nhìn nó từ trên cao thôi.
Bần đó thì là có thể nói là một cái ngã năm nơi giao nhau của các cái dòng kênh như là kênh Rạch Giá Long Xuyên, kênh Ba Dầu, kênh Chất Cà Đao và kênh Bốn Tổng. Là một cái nơi giao nhau giữa các dòng sông như vậy, nhưng mà nó lại mang cái đặc thù của một cái vùng nông thôn. Cho nên là ở đây thì bạn có thể tìm thấy tất cả những cái gì của một cái vùng nông thôn miền Tây sông nước. Này thì có thể là đang xây một cái bờ bao để láng cái nền xi măng làm cái chỗ sinh hoạt ven sông đây, có khi mở quán cũng được các nhỉ. Còn đây thì không biết là chị đang giặt đồ hay đang làm đồ ăn, nhưng mà sao lại quay lưng ra phía ngoài sông nhỉ, mà lại quay mặt vô trong bờ. Ai có thể đoán được chị làm gì nhỉ? Đấy, những cái cảnh mà sinh hoạt ở nông thôn, ở vùng sông nước miền Tây, rất là thú vị và rất là dễ thương. Còn bây giờ thì mình muốn xin mời mọi người hãy ngắm nhìn Ba Bần từ phía trên cao và thưởng thức âm nhạc trước khi mình nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở trong các video tiếp theo. Thank you. Bye bye.